Hôm nay mình đi cái cá coi show của Central Florida nha các bạn. Thì mình sẽ quay cho các bạn coi đây nó có cái show. Wow. Cá coi con nè các bạn. Cá con nhỏ này. Cá coi con nhỏ giá của nó là 10 đồng một con nữa các bạn. Đây cá quá trời bự này các bạn. Cá quá trời bự này. Đó, thấy không? Con này khoảng 20 inch. Wow. Con này khoảng 2 feet. Có thể bật. Đây là mấy con này nhỏ hơn từ 5 cho đến 7 inch. 3 con 120. Not bad. Ba con là 300. Okay, the air is back. I'm not gonna die. Con này bản thân con này chắc khoảng 10 đến 12 anh. Khu vực này là chắc khu vực để thi nên người ta không có cho vô. Đây là những con cá mà để người ta đang thi. Cá này quá chạy bự luôn. Cá này chắc khoảng 36 inch. Này người ta không có cho vô các bạn. Thì đây là cũng cái con cá người ta để thi. À, mình sẽ đi dọc dọc mình coi thì coi nó không cho vô. Là mấy anh cá đang thi đây. Quá trời bự. We can go around, right? Huh? We can go around and see it, right? Yeah. All right, thank you. Những cá quá trời bự. Cá này cá thi đây các bạn ơi, cá này mua không nổi đâu. Trời là bự, ơi là bự. Đây là toàn bộ những con cá mà để đang dự thi đây các bạn. Giống như con cá này. Cái này chắc phải 40 inch. Quá dài to. Đây là toàn bộ cái khu vực mà để thi nha các bạn, người ta đang chấm thi đây. Con cá này là cá khủng. Hey, okay, well.
kênh 8-9-9. Đây nó có cá gì màu rất là đẹp. Sọc đen, sọc trắng đây các bạn. Con này bự quá nhưng mà không có đẹp lắm. Có một con đỏ đẹp thôi. Theo như mình có một con đỏ đẹp thì mấy con kia cái màu của nó vừa đen vừa đỏ, không có đẹp. Với lại cái thân hình nó không có cân đối thôi. Cái con trắng này đẹp quá. Đây là cái khu vực cá thi nha các bạn. Thì phía ngoài kia thì nó sẽ bán hồ. Đây nó có con hai con cá đẹp. Một con màu vàng. Con màu vàng rất đẹp. Một cái con khoang, cái lưng này cũng đẹp. Con vàng đẹp quá. Con này chắc phải 36 inch. Rồi có thêm con trắng. Nói chung là trong cái hồ này rất là đẹp. Cái hồ này là hồ cuối cùng đây. Thì phía ngoài này là cái khu vực mà người ta bán cá nhỏ với lại bán đồ supply. Đây là những cái hệ thống lọc. Cái này chắc cũng là cá để bán đây. Còn cái cục ngoài phòng thi thì có thể là cá bán đây, nhưng mà cá này có thể bán. Cái này mình chắc mua không nổi, không mắc tiền. Today's an adventure bar. Adventure, especially with Marcus. Con này cũng phải 1 feet. Con 120.
giống là butterfly nữa, ba con là 120, ba con là 201. Đây là cá người ta bán đây các bạn, rất đẹp. Ba con 120. Đó thì đây là toàn bộ khu vực cá mà người ta bán đây các bạn. Theo như người bán thì những cá này nhập khẩu từ Nhật nhớ bạn. Con này khoảng 8 inch thì người ta nói khoảng giá của nó khoảng 300 rưỡi một con. Còn những con này thì khoảng 24 inch. 3 đến 30 inch thì cái người bán nói dao động từ khoảng 3.000 cho đến 10.000 một con. Mấy cá này đi mua chắc phải ra ngoài nhà băng để mà mượn một cái lon để mua, chứ còn với người bình thường như mình thì không không rời nổi. Cá này khoảng 24 đến 36 inch. Ta nói từ dao động từ 3.000 cho đến 10.000 các bạn. Ngày ra nhà băng mượn cái lon để mà mua. Đây là nó còn cái khu supply nữa mà mình không có thấy ha. Bây giờ đây là cái khu các cái loại supply để mà làm hồ cá. Còn một khu nữa mình không thấy. Đây là ba con cá, một con dài khoảng 40 inch, mấy con thì khoảng 30 inch, thì giá của nó đây các bạn. 3.000, 4.000. Hai con này không, mà con này đẹp à? Quá trời đẹp. Con này thì 150. Con này khoảng 500. Dưới 10 inch. Con này giá khoảng 1.000 mấy. Con đỏ này đẹp quá nè, có thể đẹp nè. Sáu trăm con. Đây là những cái supply để mà người ta build mấy cái hồ ha các bạn. Đây là khu vực bán. Đây đấy, giá của nó khoảng dao động từ 700 cho đến 2.400. 500 một con. $125.
200 đồng ba con. Maybe we should start with the pet food. Con này là có giấy khai sinh hết đây các bạn. Chắc mấy con này giá cũng mắc chứ không có rẻ. Đặt cổng đó. Bán các cái loại cây cảnh để mà bỏ vô trong cái hồ đấy các bạn. Đây là bán các loại goldfish. Trong này thì bán những cái chậu chân cá đẹp.